Hello, xin chào quý vị và các bạn. Người ta thường tìm ra một lý do để mà người ta chán ghét người khác. Tuy nhiên thì cái buổi livestream hôm nay tôi đố quý vị tìm được một lý do mà người ta thường nói trên mạng xã hội là cô Phương Hằng ưa chửi bất chấp. Tôi đố quý vị tìm được một cái câu chửi nào của cô Vân Hằng trong cái buổi livestream hôm nay. Có đôi lúc quý vị hãy tự xem lại bản thân mình. Quý vị chán ghét một ai đó, quý vị cứ thể có thể là nói thẳng, nói thật, chứ đừng mình viện một lý do mà cô Hằng nói người này người kia để mà đánh giá sai lầm một con người. Ok, chúng ta cùng nghe. Quý vị biết là dịch hiện nay là đang tấn công vào đất nước của chúng ta thì hình như là ai cũng lo lắng hết. Có những khu vực đó là đã bị cách ly. Thật sự là trong các cái trận mà dịch đó thì lần này hình như là lớn nhất. Nó khiến cho chúng ta hoang mang, lo lắng. Và riêng tôi thì tôi cảm thấy rằng là rất là buồn. Thì tôi cũng đã liên hệ với một số nhà cung cấp để có thể mua vaccine. Khoảng 10 triệu liều tới 15 triệu liều để có thể giúp đỡ cho dân mình trong cái cơn dịch này. Thì đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi và anh Dũng mình phải có một cái thời gian để chuẩn bị, mà thuốc nhập về tới đây thì cũng phải mất đi là 1 tháng 20 ngày và nhập liên tục để có thể giúp cho dân mình qua được cái cơn đại dịch này. Thì quý vị cũng biết rằng là cái trận đại dịch này đối với chúng ta là một trong những cái mà chúng ta cảm thấy là rất là lo lắng, vì mỗi ngày đọc tin tức á, thì thấy cái số lượng nó càng tăng càng tăng.